nghe chưa, nói chung là cái hình như trong cái như con biết gì đó, cái bác sĩ nó không đẹp hết trơn, nó sâu cởi của mẹ làm chi, có ngại mấy đứa này chứ đẹp không à, nhưng mà học đẹp hả, học giỏi gì nữa thôi, bây giờ học có cách ra làm thất nghiệp cái gì ăn ở nhà không đó. Để lại gì đó đi My. Thì biết nấu. Biết nấu hả? Có gì đó. Tao biết con biết nấu. Con nấu còn hậu qua ăn chực hoài đó. Hoài đâu mấy lần. Thì chị là nói không, chị là chỉ không biết nấu cơm hả? Thì Phỏ nấu thì chị ba nói đó. Ừ, đúng rồi. Phỏ nấu thì ăn hả? Ừ, đúng rồi. Có người nấu sao à? Có người nấu là được rồi phải không? Có cái quyền đó, ngày qua hỏi, có thì hỏi gì quyền kinh kìa chưa? Lỡ nó đông hầm, hôm nay qua nhà má để giận.